quay cái gì? Thì sao Ngọc lấy đỏ? Sao Ngọc không thấy đỏ? Hả? Ngọc lấy đỏ chứ mà còn nó lấy đỏ. Để một khác. Thôi, lấy đỏ đó nó cho nó xinh gái này. Đâu là gì có đỏ nữa đâu. Quay lên bàn này cái sao không biết ngồi đây mà sao đây? Xa như xa này một biết là xa này gì là gì cái gì mà lúc đấy mình hả? Mày ăn bánh mặn à? Ngồi ngồi rồi cũng biết đi. Không có ai nhà không? Cái gì đi làm gì làm đấy là nhà. Vậy cái đó đang ở nhà. Cái đó quen. Chưa đâu. 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 Cái đó quen
con heo mình nhập ra ngoài. Bye.
vàng, nhà cô nhà vàng, nhà vàng. Thế này đây à con nàng, ba mày phải con đi hoa, con đi ô à nông vàng, con nàng đâu qua đà nà hai em. Ba mày nha, nhà cô thấy từ đầu mà hết con làm đồ, ba có phải hết cô à con ta, ba có phải hết tăng cô. Cần cô xả chắc đâu thế ao tiêu đây rất cô cũng làm mà thế ao tiêu bạc một và cần cô xả đang buồn thế ao tiêu đây mà cô cải nhà cô thế ao tiêu bạc cổ cô ra hồ bạc cô ơi nhà vàng một trai ông non con cửa ơi ta này mà thế này cụ ta cô em cuộc của đông nào hào văn công phát thì phê văn này văn tắc lên thì sao thì sao vẫn cảm giác đây cả quan sổ bố ơi nhà ta bà lê lệnh lê tổng xã bà này văn tổng à lê lệnh lê cái lạc quan bà này bà cái chế ơi cái bờ lúng bó khổ nông quan mai hảo nắng chai mình đi ăn bố nhà bố ơi nhà bà mà con yêu chắc thì phải mà cơ mà con đang phát huy phát đâu mà con cơ mà lúc yêu chưa phát 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 cơ mà chắc phát 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 tính mà các bộ kêu mà nó đổ bên tàu nhà vô phát tính mà đổi thêm 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 các cho nó lấy tính tên lâu thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Qua đấy là kính ghé xem.
nó bán là chưa biết địa chỉ không? Thì ngạch lúc này, ngày năm kia được bạn một lần bây giờ quên rồi. Nhà em là nhà này, ngã tư Than Muội. Hả? Ngã tư Than Muội. Ngã tư Than Muội á? Ờ, bảo qua nhà Nghĩa. Thế là biết không? À đấy à, ở Nghĩa ở đây. Ờ, cứ qua nhà Nghĩa là được rồi. Rồi, giờ ba xe có gì bảo em. Đấy nó... Đi từ năm kia rồi, một lần đây thôi. Con đang chiêu chú, con na chẳng gọi câu nào. Không, có biết đâu mà gọi. Có biết má đâu mà gọi. Phải gọi em à? Mẹ của người gọi lúc này chẳng biết. Nhưng mà em có biết má đâu. Lại không biết má nữa. Đâu. Má mà đến em là có quà luôn. Có quà luôn. Nhưng mà... Thế bây giờ bán đi, vẫn thấy bán ở đường cơ mà. Bán ở đường nhưng mà người ta bán thôi, nhà em bán đâu. Chị em hết rồi. Em ngồi mà thôi. Chị Ngọc lên đi, chắc là gọi. Gọi chị Ngọc lên. Có ngày mùa ngày mà mình có. Hôm nọ bác còn đỗ xuống một mấy cần mấy mấy chục nghìn bác còn mua. Mấy chục nghìn thì ăn đơn giản nhưng mà cái xe nó không đỗ cho. Rồi. Ok. Cái mùa này nó đắt. Ba hả? Ba. 40.000 một cân thì nó thoải mái rồi. Mình làm cho hiểu. Ê, mà cái cô chú này có na nhiều cha cho ba quả nào. Cho nếu mà bá mà lên nhà em cho. Không phải đâu mà. Người ta phải gọi mày. Chị Ngọc ơi, bảo mẹ thầy lên chơi cho ngày. Ăn nà. Không gọi cho chị Ngọc. Thì chẳng sao mà. Thế thì phải hai chị đấy. Em nói chuyện với nhau bên đây. Thế thì em nói chuyện con. À. Cái con thớ này không được nha. Con thớ này. Nó con... đi nó sợ. Cái mẹ thầy đi nó sợ để ăn nhiều nó cắt lắn đi. Con này là vứt rồi. À, con này vứt. Con này bỏ đi. Vứt con đi. Thế bây giờ hai người con đấy. Lấy sang năm lên. Hai người con. Sang năm nữa. Chú mà trộm nữa ấy. Không phạt được. Chả phạt. Phạt thế thôi nhau được. Mời. Thế chú đã biết bá rồi, thì bá phải phạt chú mới được. Mời bá then thôi. Nhưng mà để chú. Mời bá then thôi. Nào, chị em mình nào. Nào, văn tục quê. Văn tục quê. Bà then. Nào. Tổ văn tục quê. Kiếm ra kiếm cho bà này thì tìm bé thế nó. Mũ then. Ừ. Thêm, cầu văn ngọc kê chứ gì chú nọ này thế nè. Cứ nọ này. Thôi. Nào. À, bây giờ em... Cứ sang năm không thấy gọi là một chị bảo là chú kẹt sĩ. Không phải kẹt sĩ. Sang năm là... Kẹt thế nào? Kẹt mùa na sang năm nhá. Mùa na sang năm. Có cái gì có ba ngọc đây. Nhá. Bá ngọc quả là nhà bá thê này. Đây nhà chơi. Có. Vẫn có. Thế này chú ăn cơm này. Ăn cơm ăn thịt và thịt gà thiết. Có đấy. Có tất cả rồi đấy. Lên nhà em có phải là lên được. Đi đi hội đi lên. Không. Sang năm phải lên chơi rồi không phải đi hội đâu. Nếu mà đi hội là phải là mùng 10 tháng 8 này. Dạ. Mùng 10 tháng 8 là hội này. À thế à. Đâu phải chết tục. 20 tháng 9 là hội này. Nhiều hội lắm. Hội đi ăn hội đông lắm. Mùng 10 tháng riêng nhỉ. Bà tay bà then cái nhỉ? Thế này là bà thân là mẹ mẹ. Con mèo này khác một nhau đấy ạ. Chị đang là chú đang nhầm là chị Dung. Không, Dung khác chứ. Mẹ thầy. Mẹ thầy chị Ngọc ạ. Bây giờ mới biết mặt đấy. Khoan ma chị ăn đi. Không phải phạt ba chén đi. Không phải là na thì em bán bao nhiêu chẳng cho việc cho chị thành một quả nào. Ba thêm. Hả? Lấy chén cho này. Chán quá đây. Lấy chén này để em cho xong. Mà em này nó có khéo đâu. Không phải. Mình đồ hoa cái chị tan mặt na hay là. Mình biết này, mình biết hại này. Hoa không dám bảo đi. Không đi được. Bây giờ đi vẫn còn có, nhưng mà nó không xe không đỗ cho. Bán thêm này. Có. Bán thêm. Có mà, ái cho nó vẫn bán. Lâu à?
bây giờ thì nhà em thì không còn nữa. Lúc nào hết nhưng rồi mà... cha chừng thằng lắc lắc vẫn còn có chứ. Vẫn có, ở sau vẫn có. Lên chưa? Lên ăn chắc là vẫn có. Ồ, thế nhá, thế nhá, không tìm được mà đồ hai lắm quá mẹ. Hôm nay mà có con nào còn lâu hàng thì cháu nó xuống đây nó dính nặng. Đấy, thật lâu là con nào còn lâu. Bà con nào em mà phải đi trông với chị à? Đấy, đi lên chùa. Bà Thanh này. Hả? Từ bán học thì mới đoán xem thì thôi tình cảm thì hôm nay là ở nhà có cái đó nhìn lên xong hỏi nhà tới năm 8 vui lắm xây hôm nay ở nhà bác Tuấn nhá, không phải là nhà em, không phải nhà bác Ngọc đúng nhá, là thôi anh đùa chứ không uống nữa, để làm nó xây thầy không làm gì em chúng ta đâu, bác thầy xây dựng cho em hai chị em nhá, hai chị em nhá, cứ nói là chị em đi. Hôm nay ăn ở đám cưới, về từ tối rồi mới cái cháu rể làm cái cháu trai này. Ở đây xem mẹ thầy em làm thêm nhá. À, cái thầy chị làm thêm nhá. Không, 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 công việc của bác chị làm nhá. Nhưng mà phải ngồi đây cơ. Hôm nay này, chú rể này. Thằng em này này không được đi ngủ. Đấy. Phải, chị làm xong mới ngủ, không phải là đơn giản đâu. Xin phép nhá. Xin phép bà nhá. Phép phải đi. Là vào mời rượu thôi, không ngồi, ngồi ngồi đây là em không chịu được. Không được sao? Ngồi em chua, sốc đây. Mai sốc cái ngươi này, mai mày cái kia cái sốc mới à? Mai cái đầu mới này không. Chua chú à? Chú bảo này, hai vợ chồng chú mới năm thu hàng bao nhiêu tiền na? Chú mẹ chí, con mẹ chí nó mới quay được chẳng. Bây giờ em nói bái nhá. Tiền tỷ không bằng tiền sĩ. Ngành anh đi đeo rồi. Chú phải à? Chú phải giả cái công ơn của chú chứ. Tiền tỷ không bằng tiền sĩ. Một ngày tiền vào vào túi nhưng mà cái công ơn vệ sinh chẳng giả kiệt sĩ. Kiệt sĩ, kiệt sĩ, chân kiệt sĩ không bằng tiền tỷ. Chẳng thế. Thôi. 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 Đã em lại không phải cái bậc này. Này, đá vào cái chú nhà mình, cái bãi nhà mình. Hôm nay mới làm chẳng qua thì thôi đi. Có ai đâu, có cô chú phải tốt qua đây. Bà đây, em mà đây tiêu các bà thôi. Tiêu các bà thôi. Ngồi thôi, không có gì. Bình thường thì không có đâu. Ui dồi, thế mà cháu hôm nay mà không có bác Ngọc chắc không ngồi đây. Có bác Ngọc ở đây là các bà đây thì thôi. Cháu đây cũng là hàng thầy rồi. Thôi thì cứ nói gì thầy. Có con non này vẫn hết khay mà tao bên nó không khay đâu mà chẳng đâu chẳng chẳng xấu chẳng xong chứ mày bả nhá cung nọc ấy là giả thôi gọi là dân giả thôi mi chặt cứ chuyện tao nói rồi giả chặt lấy đồ em đi này em đi làm thiện bây giờ làm được mà làm mà bả nhá bả làm đi theo chị thôi bả làm thiện tốt đến đâu học lâu nó sẽ biết. Làm thầy phải biết chứ, không phải chịu ông phải tốt. Chữ này khó ấy, khó phải nói. Thế con biết làm chữ bà bá nhá, bà bá nhá. Nói cho đó, xong rồi. Bây giờ nói chuyện bà bá nhá. Đấy nhá. Thế thì tôi thì là em hỏi mấy chữ là... Đấy thôi. Bà này giao lên tôi, chứ còn... Nếu mà cái không chưa thể đấy thôi, thì tôi chịu ấy. Thầy nàng bờ can kẹp bẹt nàng cần nàng cũng giao ngồi bền thầy nàng xin ba la bạch này mà thầy ba cô cần ra ngày bạch này cơ áo em cũng văn số kẹt ta văn lòng phạm bề bền văn ta ca trẻ bề thảo mùi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Khai nàng ơi.
này bao lúc con sắp phạm nó đến chẳng có đốt vàng cây pha ngao cũng vô phèn. Chào chào bà Thu chưa ngủ à bà ơi, cảm ơn bà nha. Bà hãy tay lên bố.